Sabrina, cô bé nửa dòng máu phù thủy trong người. Dù không muốn nhưng cô vẫn khiến mọi người phải ngạc nhiên với khả năng biến hóa của mình. Bên cạnh Sabrina, với chú mèo Salem biết nói. Họ là những người bạn giúp cô bé thực hiện mọi ý tưởng ngộ nghĩnh và cả những mong muốn khác lạ của cô. Không phải lần biến hóa nào cũng thành công và những rắc rối kèm theo nó đã nhiều lần khiến Sabrina và các bạn phải dở khóc dở cười. Mời các bạn và các em đến với những giây phút vui vẻ trong bộ phim Sabrina, phù thủy tinh nghịch nhé!